Là con biếu cầm đi, còn tiền ông nợ con á thì ông vẫn phải trả. Giờ còn dư nhiều dẻo quá, chắc em chưa hết luôn quá anh. Được rồi, anh lấy hết 6 cặp. Ông có biết 6 cặp vé số đó là mất mẹ nó 2 cuốc xà bần của tôi không? Giúp người ta được một chút thì có gì đâu. Dạ, 1 cặp 60. 100 bo cho con luôn. 083599. Đổi đời với Thơm, con là tỷ phú rồi Thơm. Trúng số rồi. Mừng á bà nội. Thiệt không? Dạ đây là má Triệt Long vĩnh viễn. Hả? Anh muốn mình mướn một cái phòng khách sạn một đêm á để coi nó có cảm giác gì khác hay không. Điên khùng, bệnh hoạn, thần kinh biến thái. Phê lắm á. Không. 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 Mày làm cái gì ở nhà tao vậy hả con điên kia? Mày giật chồng tao lắm, mày tao giết mày. 9 tỷ độc đắc là số tiền lớn, con được lệnh của ủy ban đưa công an tới đây để bảo vệ vườn. Tránh vườn bị người xấu lợi dụng. Nó cầm cái nhà rồi nó lấy tiền trả tiền viện phí cho thằng Đông. Tốt khi ngu bây giờ giống nhau. Mấy cái nữa nha. Chờ anh.